đối đầu giữa các thủ động viên. Hành hung đà là khá rộng, chiều rộng rơi vào khoảng hơn 30 mét, rất điểm trượt khá đáng tiếc. Rất tốt, không thành công. Vậy là bắt đầu nhập cuộc và lấy lại thế trận rất nguy hiểm. Sau khi kết thúc cơn bão số 4 và đón nhận những đòn đá nhiệt đới. Điều đáng tiếc là bóng chưa chạm ai. Tôi vẫn chưa nhìn thấy Kiên Sói chạm bóng nhiều lần. Từ đầu trận đến giờ thì cầu thủ này chỉ chạm bóng vào khoảng 2 hay 3 lần gì đó. Rất hay. Như vậy là bàn thắng đã đến với cao thủ 9293. Pha dứt điểm rất tốt đến từ đội trưởng Biển Chim. Không phải, đó là Dung Dí Dọ. Vào một tình huống dứt điểm trượt chân nhưng lại thành bàn thắng. Bóng đá không cần hay nhưng lại cần may. Phản công cho 9293. Và câu chuyện bóng không thành công của Lương Thật Thà. Không thành công, không thể ghi bàn. Lại là một đường chuyền sai đáng tiếc. Rất dẻo. Dẻo như kẹo kéo vậy. Nhưng ngày mai thì bạn chưa xem này. Ngay sau trận đấu này, chúng ta sẽ đến với trận đấu của Kiên Sói. Thật phải có một điểm cắt. Cười! Dũng Dí Dọc không thành công. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.